cái lạnh chân á, á là cái chòm đá này hay tuyệt vời. Cái thứ hai nữa là đi tiểu đêm của người lớn tuổi. Chòm chỉ trong vòng vài hôm là đã khỏi rồi. Thế thì chòm cách nào? Chị phải mua hai cặp đá cho chị. Buổi chiều chị chòm cho tôi ngay lưng nha. Rồi mang cái đai vô. Rồi chị còn hai cái cục đá nữa. Chị để hai lòng bằng chân đạp lên hai cục đá. Tất nhiên là đạp đến cái khăn chứ không phải đạp luôn trực tiếp là coi như rồi. Rồi sau đó chị lấy cái chân á, chị trùm lại đều hết cái đó, giữ ủ ấm lại. Thì chị mất khoảng độ chừng giờ một thôi. Mà tôi tuyệt đối là nói mọi người không nên ngâm nước nóng. Vì cái ngâm nước nóng nó rất là dở. Dở ở chỗ là hồi trước giờ ta cứ dùng, ta tưởng là ngâm có gừng có gì đó. Nhưng mà thực ra là khi mình ngâm nước la, nước nóng á, nhưng thực ra nước nó cũng nhiễm vô chân mình đấy. Thì ra khi đó mà mình rút cái chân lên, mình lau cái khôi nữa thì cái chân vẫn bị lạnh trở lại. Nhưng mà nếu mà mình chồm cái cục đá của mình nó là đá khô thì nó sẽ giữ ấm rất lâu và rất là tốt cho cơ thể. Cái đó là thứ nhất. Rồi tối đi ngủ thì chị chồm cho tôi hai cái lúc đó không dùng chân nữa. Là chồm cái hang và chồm cái dưới rốn. Tại vì người phụ nữ á, mà sau 50 tuổi á, thì người ta gọi là thời kỳ rối loạn, sau thời kỳ tiền mãn kinh á, thì thường thường bị rối loạn nội tiết rất là trục trặc. Thành ra khi lúc đó chị chồm gan chồm này á, thì nó sẽ điều chỉnh cái nội tiết tố ở cái buồng trứng của chị. Và chính cái chỗ buồng trứng á, mà khi mà chị chồm tốt rồi đó, nó sẽ làm cho ấm cái cơ thể chị lên. Rồi sau đó là một ngày chị chồm ở gan dưới đây buổi tối nha, còn một ngày chị chồm ở đây với chị chồm ở đây giùm tôi, hoặc là chị chồm ngược trở lại. Tại sao vậy? Tại vì cái thân nhiệt trong cơ thể mình á, nó gọi là trung tâm điều hòa thân nhiệt của mình á, nó nằm ở tuyến giáp đạn. Thành ra khi á, là cái tuyến giáp đạn nó không tiết ra đủ cái ọc ngon làm cho cái cơ thể mình nóng và chân mình nóng á, thành ra là chị bị cái lạnh dưới chân mà lâu lắm, mà đến nỗi mà chị than phiền là bị nhiều lắm rồi đó. Thì bây giờ khi mà chị chồm đá vô đúng ngay cái cột sống này, dưới ngay chồm ngay cái cổ này đó, nó kích thích cái tuyến giáp đạn hoạt động trở lại, nó sẽ tăng cái nội tiết tố mà làm cho cái cơ thể giảm và hai chuyện chị sẽ không còn lạnh nữa. Tất nhiên là những cái gì mà học hỏi rồi á, những ăn hút không khí chồm đá ớt là bốn cái quy trình cần phải bảo vệ đó. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.